Trung tâm băng nhạc thế hệ trẻ xin hân hạnh giới thiệu băng video ca nhạc Ngụ Ngôn La Fontaine số 1, Con Thỏ Và Con Rùa. La Fontaine số 2, Con Ếch Muốn To Bằng Con Bò. Từ hàng trăm năm nay, tại các trường học ở Pháp và Âu Châu, những bài ngụ ngôn của La Fontaine đã được dùng vào việc giáo dục thanh thiếu nhi. Những chú rùa, chú thỏ, con ve, con kiến, con quạ, con chồn đã là những nhân vật độc đáo giúp cho hàng triệu trẻ em Âu Châu vừa học vừa chơi thật thoải mái. Với ước mong, thanh thiếu nhi Việt Nam cũng có cơ hội thưởng thức những chương trình giáo dục chọn lọc của Âu Châu, Trung tâm Thế hệ trẻ đã thực hiện video Thế hệ trẻ ca nhạc La Fontaine số 1 và số 2. Hy vọng những bài công dân giáo dục trong video này sẽ mãi mãi là hành trang tuổi trẻ, là người bạn đường thân thiết của thanh thiếu nhi Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Xin hỏi mua trọn bộ video ca nhạc Ngụ Ngôn La Fontaine có bán tại Trung tâm Thế hệ trẻ ở Bonsa trong môn Phú Lộc Thọ, ở San Jose trong khu Line Plaza, ở Houston, Texas trong khu chợ Hòa Bình, ở Arlington, Texas trong môn Phú Lộc Thọ, Texas và các tiệm băng nhạc khắp nơi trên thế giới. Làm gương chung mình.